Chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại tỉnh Hưng Yên. Cùng dự buổi tặng quà có lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi gặp mặt thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong năm 2022, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết. Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2023, tỉnh đã ban hành và triển khai các kế hoạch đi thăm tặng quà dịp Tết đối với người có công, các đối tượng người cao tuổi, hộ nghèo và chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng số kinh phí là 66,96 tỷ đồng cho 177.000 lượt, và đối với đối tượng chính sách và chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa, dịch vụ, kiểm soát chặt chẽ giá cả dịp Tết, quản lý lễ hội, các dịch vụ vui chơi theo quy định, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức bắn pháo hoa tại ba huyện, thành phố, thị xã vào đêm 30 Tết và triển khai Tết trồng cây xuân Quý Mão. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, theo dõi nắm chắc tình hình chi trả lương thưởng cho người lao động của các doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, phấn đấu mọi người dân được đón Tết Quý Mão một cách đầm ấm, no đủ, hạnh phúc. Mục tiêu năm 2023 là quyết liệt thực hiện các mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát giá cả, bảo đảm cân đối của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại có giá trị cao, thân thiện môi trường và đẩy nhanh và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp năm mới, Đại tướng Tô Lâm chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên một năm mới sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đại tướng Tô Lâm biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm qua. Cái thông báo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chí Trần Quốc Văn vừa thông báo ở đây thì cũng đã mô tả được rất nhiều những cái kết quả, những cái thành tựu của tỉnh nhà, một cái phấn đấu hết sức nỗ lực trong cái năm 2022 vừa qua. Chúng tôi theo dõi tình hình chung thì cũng rất nhiều chỉ số của Hưng Yên trong năm 2022 vừa qua rồi, là cái năm đầu tiên chúng ta thực hiện nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ, nhưng mà nhiều cái chỉ số đã vượt theo cái mục tiêu của kế hoạch đại hội đề ra. Đây là một cái sự phấn đấu rất nỗ lực. Cải cách thủ tục hành chính tăng nhiều bậc, môi trường đầu tư kinh doanh cũng tăng rất nhiều bậc. Có lẽ cái này là một sự phấn đấu rất nỗ lực, một cái luồng không khí mới đã đến với Hưng Yên của chúng ta. Và chúng tôi rất phấn khởi là các đồng chí tỉnh ủy có nhiều cái nghị quyết cũng đã đi vào cái cuộc sống của người dân. Năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Do đó, đồng chí Tô Lâm lưu ý, hiện nay Trung ương đã có các nghị quyết, kết luận xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên cần tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phát triển kinh tế xã hội, đổi mới, chủ động sáng tạo, đưa ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tiễn địa phương. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác đảm bảo các điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trong cái dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 này, tôi cũng đề nghị các đồng chí quán triệt thực hiện tốt chỉ thị 19 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, thực hiện thật tốt các cái chính sách an sinh xã hội, phát huy cái truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, những người
có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh để đảm bảo nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân đón Tết Quý Mão thật tươi vui, an toàn, lành mạnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định hàng hóa giá cả, dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn địa bàn, phục vụ cho nhân dân vui xuân đón Tết. Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón xuân Quý Mão, xin chúc toàn thể các đồng chí và xin chúc bà con nhân dân trong tỉnh nhà luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đại tướng Tô Lâm đến các gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp Tết Quý Mão sắp tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại tướng Tô Lâm và mong Đại tướng tiếp tục quan tâm, dành nhiều tình cảm cho quê hương Hưng Yên. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Tô Lâm về một số nhiệm vụ mà các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Hưng Yên cần phải quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới, mà trọng tâm đó là ba vấn đề, ba nhiệm vụ. Một là quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm các nhu cầu về giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, cải thiện phúc lợi cho nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách, người có công, công nhân, người lao động. Hai là thực hiện xóa nghèo, giảm nghèo bền vững và hướng tới Hưng Yên không còn người nghèo, không còn hộ nghèo. Ba là ngay trong Tết Quý Mão này, tỉnh ủy Hưng Yên sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 19 của Ban Bí thư ngày 18 tháng 11 năm 2022 về tổ chức Tết Quý Mão. Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 500 suất quà Tết cho đại diện gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hưng Yên. Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Hưng Yên, thăm cụ Nguyễn Văn Dính, sinh năm 1926, bộ đội chống Pháp, thương binh hạng 2/4 ở phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.